Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, rồi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ. Em là tên là Trương Thị Kim Trung. Năm nay em 30 tuổi, quê em ở Kiên Giang nhưng mà em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em ở quận mấy? Dạ, em ở Phú Nhuận. Em làm điều dưỡng của bệnh viện Chợ Rẫy. À, rồi. Khoa nào em? Dạ, ngoại lồng ngực á anh. À. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Văn Tý. Năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Hậu Giang. Hiện em là nhân viên kinh doanh của bên công mảng thuốc bảo vệ thực vật ạ. Bên phân bón thuốc trừ sâu á. Hơi xa đó. Rồi bạn nam nhỏ hơn bạn hạ gái 2 tuổi nữa. Em có ngại gì không? Dạ không chị ơi. Nói chung là ở dưới quê em quan điểm mà chị, nhất gái lớn trai, nhất gái lớn hai gì trai lớn một mà chị. À, nói chung không sao chị. Nhưng mà còn cái khoảng cách địa lý thì em tính sao? Nói chung là hồi đó giờ em không có cái cơ hội lên Sài Gòn nhiều. Nhưng mà nhờ cái chương trình này thì nói chung em có dịp lên Sài Gòn. Thì sau này nếu có hẹn hò thì có thể em sẽ sắp xếp thời gian em lên Sài Gòn. Còn cái chuyện mà sau này em định cư ở đâu, bạn định cư ở đâu thì phải qua một cái thời gian dài để tìm hiểu nữa. Biết đâu sau này khi mà em quen bạn á, em thấy trên Sài Gòn có cái dịp mà em phát triển được á, thì em có thể định cư Sài Gòn. Sau này á, bạn quen em và bạn thương em á, thì bạn cũng có thể về Hậu Giang được ạ. Đúng rồi. Tương lai còn ở phía trước, chỉ cần yêu nhau là đúng á. Người ta yêu nhau, dòng cái đất mấy ngàn cây số từ nước này bay nước kia, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em? Em thì điểm mạnh của em siêng năng, dễ hòa đồng, vui tính. À, em biết làm việc nhà và quan tâm mọi người, đặc biệt là em rất yêu trẻ con. Sở đoản của em thì thường thì em hay hậu đậu lắm, hay quên, hay mơ mộng. Nhiều lúc thì đi chơi với bạn bè hay gì đó, nghĩ thì mình đi một mình, nhiều lúc thì cũng có một người đi với mình để quan tâm, chăm sóc mình. Ước mơ rất là đơn giản, rất giản dị và hy vọng là em sẽ sớm thực hiện được những cái ước mơ nhỏ nhoi đó ha, nhưng rất là hạnh phúc ha. Rồi bạn trai. Cái sở trường của em á, thì nói chung là em thật thà, siêng năng, chăm chỉ. Chứ em cũng biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Nhược điểm của em á, thì nói chung làm cái nghề kinh doanh bên cái mảng thuốc bảo vệ thực vật này á, nhậu nhiều, tại vì phải đi giao tiếp với khách hàng, người công việc này nọ tùm lum. Thì không biết bạn nữ mình có chịu mà nói chung quen một người nhậu không ạ? Do công việc hay gì thì cũng được, nhưng mà ít ít thôi, còn đừng hút thuốc thì tốt hơn. Nói chung hút thuốc chứ mấy cái trò mà cờ bạc ăn tiền á, thì nói chung là không có. Chứ nói chung cũng có một số cái nhược điểm mà linh tinh đó. Nói chung là sợ máu, sợ độ cao. Với thứ hai là chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh không được. Nói chung thấy cái là sợ mà nói chung dữ lắm. Bên kia điều dưỡng ta ngày nào cũng ta gặp mấy cái đó không à? Thấy không? Thấy em vậy chứ em cũng yếu đuối dữ lắm. Dạ. Yếu lắm hả? Nói chung yếu, yếu một số phương diện chứ không phải là yếu toàn bộ ạ. Yếu phương diện nào nữa? Thì nói chung thì em nói nhiều khi người ta hay cười lắm. Nói chung ở nhà mà mẹ em hay ghen với cắt tiết gà, tiết vịt rồi đó. Mà em đó thì sợ máu, em đâu có làm được mấy cái chuyện đó đâu. Nói chung là em có sợ vợ không? Trước mắt thì em sợ bạn gái em dữ lắm. Không biết sau này vợ thì chắc có thể sợ hơn nữa. Em thì có hai mối tình. Một mối tình là thời đại học trẻ. Còn một mối tình là em ra trường rồi nhưng mà quen được 6 tháng. Do là khi mà quyết định em cần một người là chín chắn chia sẻ với em thì cái anh đó là không hợp với em. Có những quyết định là anh tự quyết định một mình xong rồi sau đó anh mới nói với em. Đến nay là bao lâu rồi em? Dạ cũng 4 năm hơn. 4 năm. Năm rồi. Qua hai mối tình đó thì em cảm giác là bị sợ. Mình cảm giác là bị lặp lại cái bài học lúc trước cho nên mình tự khép kín bản thân mình. Đạp vỏ dừa thấy vỏ dừa cũng sợ ha. Nhưng đừng có bi quan như vậy, cuộc sống phía trước rất là đẹp. Mình phải mở lòng mình ra đón nhận cái cơ hội mới. Hy vọng ngày hôm nay là em sẽ có một cái cơ hội mới thật là tốt. Dạ em cảm ơn. Rồi bạn trai thì sao nè, mình có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Một cái mối tình là cái thời em sinh viên, quen bạn đó cũng được 2 năm. Sau khi mới ra trường đi làm thì em cũng có quen một bạn. Nói chung quen bạn đó cũng được 6 tháng. Vậy thôi đó hả? Nói chung cái mối tình đầu chia tay thì tại lúc đó công việc của em, lúc đó em còn là sinh viên, cái công việc nó chưa ổn định được. Mà gia đình bạn ấy thì muốn kiếm cho bạn ấy một cái người mà có công ăn việc làm ổn định, gia đình khá giả. Cho nên phản đối em với bạn ấy quen nhau. Cho nên em với bạn ấy nói chung cũng bị áp lực quá nên chia tay. Nói chung là cái mối tình thứ hai, tại sao nói chung là 6 tháng, nói chung là chia tay? Cái mối tình thứ hai thì mới ra trường, nói chung áp lực công việc nhiều quá. Em, bạn đánh giá em không có thời gian quan tâm bạn. Bạn nói em vô tâm.
rồi hai người cũng có cự cãi này nọ, rồi bạn chia tay. Rồi tới bây giờ nha. Gần 3 năm nay em chưa quen ai hết. Rút kinh nghiệm, đợt này có bạn gái là phải cố gắng này, ở xa nữa phải quan tâm nhiều hơn chút xíu nha. Dạ, rồi. Nói chung thì công việc bây giờ nó cũng ổn định rồi thì em có thể lo lắng, chăm sóc được cho bạn ạ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em gái là như thế nào? Em đặt ra tiêu chí như thế nào? Nói chung là phải cao hơn em, 1m65 trở lên. Rồi. Tóc tai gọn gàng và không có trắng ấy. Đen đen trắng em nghĩ là chắc không men đâu, mà em thì gần men vi, phải có chững chạc. Em thì em mém gớt, em có 1m65. Mà uống với cái này giống giống anh Quyền Linh á, tròn tròn dễ thương vậy. Rồi, đã ha. Rồi có cái điều gì em không thích? Gia trưởng không trung thực, giống như là thất hứa với cái hay cần nhận, không hút thuốc. Rồi, bạn trai thì không hút thuốc cũng đỡ rồi. Rồi, tiêu chí của bạn trai tìm một người bạn gái như thế nào? Người bạn gái nhỏ nhắn, lanh lợi, tóc vàng. Vàng. Không cần trắng lắm, hơi ngâm ngâm cũng được. Không xăm mình. Xăm môi được không? Được. Em chỉ yêu cầu không xăm mình thôi. Biết hát được thì tốt ạ. Cái này không hát được bạn ơi. Anh cũng thuộc cái tiếp mà nói chung tiếp hát dở cũng không sao. Gần 2 năm nay đi karaoke, đi hội họp bạn bè đâu cũng nhiều lần lắm mà chưa bao giờ vô karaoke mà ca. Nói chung hát dở rồi cũng làm biến hát lắm. Vậy chứ em làm gì giỏi? Hồi trước thì em chơi thể thao được lắm, chơi đá banh, chạy điền kinh đồ. Nhưng ở phong trào trường rồi em làm tốt lắm. Trong công việc thì em thấy được cái ưu điểm của em á, là em làm việc là nói chung có kế hoạch tỉ mỉ lắm, rồi dự trù những cái rủi ro này nọ trong cái đúng công việc đó cái gì sao tỉ mỉ ha, rủi ro rồi luôn ha. Nhưng mà em học ngành nghề gì ra? Em thì học bên nông nghiệp, ở chỗ nào mà có cây lúa hay cây trồng gì là chỗ đó em sống được. Phải cũng nhưng mà thiết phải ở hậu giang. Cây kiển sống được không? Dạ cũng được á. Vậy cây được. Là được ha. Dạ. Thành phố có nhiều cây kiển lắm, sống được. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào là em thấy là tiến tới hôn nhân được? Có thể năm sau được thì tốt ạ. Ở quê em thì cái tuổi em giờ là nói chung mẹ em nói giờ là em ế nhẹ luôn rồi. Bà nói ế mà ngày nào bà cũng tụng kinh, bà kêu gắng kiếm vợ đi, gắng kiếm vợ đi, nghe mà nhức đầu muốn chết. Một lát nữa cố gắng là thuyết phục bạn gái nha. Dạ. Bây giờ để cho ông Mai chưa coi mắt nhà gái trai luôn. Trai tao phải coi mắt này kia, tao coi con sao chứ, đúng không em? Dạ. Chào anh. Chào em. Cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu. Tóc dạ. Hơi dài dài, xăm mình không có, đúng không? Dạ. Da trắng. Dạ, được. Nụ cười quyến rũ. Hơn 1m55 luôn. Đẹp rồi đó. Ông Mai duyệt không? Duyệt. Bên dạ, đây, cảm ơn Huyền Linh. Theo anh thì anh này sẽ có thể là nghe lời em rất là nhiều ha. Phục vụ chăm sóc em rất là tốt. Em không phải ghen gì hết. Chỉ cần nấu nướng cho anh, lo cho anh ăn là được rồi. Anh cũng hơi cục mịch chút nhưng mà dễ thương. Dạ, nhưng công việc của em á, nhiều lúc là em cần cái người đó quan tâm lo cho em. Ví dụ như nhiều lúc em đi làm về trễ đồ á, có thể nấu nướng đồ cho em trước được. Được, anh em nghĩ được. Em nấu ăn được anh. Nấu ăn cái được đó không? Em lo được. Được hay hết quá. Đúng không? Dạ. Vấn đề ăn được hay không mới quan trọng đúng không? Dạ. Trong nghề nghiệp của em á, thì có cái là trực đêm á. Dạ, cho em hỏi là ví dụ như trong thời gian em đi trực đêm đó vì chưa có con ở nhà thì có đi nhậu nhẹt chiều không, hay là buồn quá hay đi với người khác nhậu nhẹt thì sao? Không bạn ơi, cái này là chỉ nhậu vì công việc, nói chung hạn chế nhậu nhẹt bạn bè, nhậu nhẹt linh tinh lắm. Còn nếu cần dọn lại bệnh viện nhậu. Nói chung có đâu, anh này không bao giờ có nhậu vậy đâu. Rồi, dễ thương đó. Rồi, cô này cũng chăm sóc em đi. Là tròn do luôn á. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai em. Chào Si, Linh. Dạ, không chào cô. Bạn trai thì thấy cũng hòa đồng, dạ. Với hai nó vui vẻ. Thấy thì cũng được. Cho cô hỏi uống rượu hơi nhiều, nhưng mà trong khi đó có khi nào uống rượu mà khi nào quậy không? Dạ, cái đó thì không mà. Tại vì làm việc mà tiếp xúc khách hàng mà. Mình mà quậy cái là nói chung khách hàng nó thấy mình nó sợ cái là mất mối liền ạ. Xỉn là ngủ mà cũng ly bì luôn, không bao giờ lằn nhằn mà không bao giờ nói nhiều ạ. Em đi với ai? Dạ, bữa nay em đi với mẹ với mấy anh em làm chung ạ. À, mới nói mẹ tụng kinh hàng ngày đó hả? Dạ. Rồi, dạ, chào cô. Chào anh Chi Quyền Linh với chào anh Chi. Dạ. Dạ, anh chào gái. Chào con. Dạ. Nôn luôn, có dâu lắm rồi hả cô? Trời, nôn dữ lắm. Bởi vì có hai thằng trai mà không đứa nào chịu lấy vợ chứ. Anh của nó tới giờ cũng chưa chịu lấy vợ, ngày nào cũng kêu chứ. Dạ. Ngày nào cũng kêu thôi gán kiếp vợ đi tí ơi. Con dâu tương lai bên này thì cô thấy cô chấm không? Cô thì thấy cũng được đó mà. Còn hai đứa không biết làm sao. Rồi, cảm ơn cô. Rồi,
Bây giờ mở rào. Mở rào. Đây, mình có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Chúc bạn nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc em với giờ bạn gì nữa. Tao đứng lên, tao đang tặng quà mà. Thì cho mình hỏi là cái công việc của bạn như vậy á, thì có thể lưu động lên thành phố Hồ Chí Minh được không? Ôi, anh với em cho tình cảm đi ha, đâu có sao đâu. Dạ. Nào, tập cho nó quen rồi từ từ cũng tới thôi. Cái anh là cái công việc kinh doanh cho nên cái thời gian nó cũng không có bó buộc. Mà hồi đó giờ thì anh ít đi Sài Gòn nữa. Nếu mà có cái cơ hội mà quen em á thì chắc có thể anh đi Sài Gòn nhiều đó, tháng nào anh cũng sẽ lên. Nói chung là thăm em. Do là cái công việc của mình muốn phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh á, em còn muốn học cao lên. Giống như là sau này mà quen nhau, mà có làm nhau thì anh có định hướng được là chắc chắn là anh chuyển lên được thành phố Hồ Chí Minh không? Nói chung mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên. Nếu mà em chắc nịch á, em ở Sài Gòn em làm, thì anh sẽ cố gắng anh tạo điều kiện anh lên Sài Gòn, anh kiếm một cái công việc gì đó để anh làm. Anh nói với em trai nghe nè. Dạ. Tất cả những công ty bảo vệ thực vật hàng đầu của Việt Nam đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Cái công ty của em trụ sở nó cũng nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, nó nằm ở quận 7 á. Dạ. Thành ra là yên tâm đi, công việc của em chuyển đây rất là đơn giản. Ha. Đừng có lo. Em có thích hay đi du lịch, đi dạ, cái đó là sở thích của em, là em thích đi phượt. Ví dụ như nếu mà em có thời gian em muốn đi phượt á thì em có thể đi cùng không ạ? Nói chung anh cũng thích đi du lịch, thích chụp ảnh, đặc biệt là nói chung là thích ăn uống. Thấy cái tướng của anh là em biết rồi. Thì em có ngại quen một cái người mà nhỏ tuổi hơn em không? Nói chung là tuổi tác không quan trọng, nhưng mà chủ yếu là cái người đó phải chững chạc hơn em. Thế anh có đảm bảo được là anh lo cho em và cái suy nghĩ nó chững chạc. Nói chung hồi lúc còn đi học á thì cũng con nít lắm, nhưng mà hiện tại giờ nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Còn cái chuyện mà em lo là em đi làm tối, đi trực ca đêm rồi đó, thì sợ anh ở nhà tập tụ bạn bè nhậu nhẹt đó. Cái đó chuyện đó thì chắc không xảy ra đâu. Anh có thể ở nhà, anh giặt đồ, anh lau nhà, anh nấu ăn, coi phim, anh đợi em về cũng được. Đâu nhất thiết là em đi ra ngoài là anh phải đi ra ngoài bê bết bạn bè nhậu nhẹt đâu. Người đàn ông mình, nói chung mình có gia đình rồi, mình phải nghĩ cho vợ, cho tương lai của mình. Trời, hay quá. Bán thuốc bảo vệ thực vật mà nói tình yêu hay quá ta. Nói cô gái xúc động rồi luôn đó. Thấy chưa? Lần đầu anh gặp em thì nói chung cũng thấy em cũng dễ thương. Nói chung anh thích. Nói chung con tim anh giờ có rung động không? Nó muốn bay ra ngoài luôn. Tiến tới bạn gái mình sao không làm cái, nói một cái gì hay làm một cái hành động gì sao cho nó nhẹ nhàng, nó lãng mạn một chút xíu, để thuyết phục bạn gái là có bấm nút hay là hát một bài hát tỏ tình với cô ấy. Hát cái là bạn không bấm luôn đó chị ơi. Ủa vậy hả? Dạ, em nói thiệt. Thôi vậy bỏ đi, em muốn làm gì em làm. Thôi em làm gì cho bả bấm đi. Lãng mạn chút. Chung... Tiến tới nắm tay cổ. Nói chung sao, nói chung luôn đi. Em có thể yên tâm mà nếu mà sau này á, mình có quen nhau, mình lấy nhau á, thì anh hứa anh sẽ chăm sóc, lo lắng cho em. Một người mà nói chung em có thể tựa đầu vô vai anh, mà nói chung có thể an tâm được hết. Dạ. Anh hứa sẽ cho em mấy đứa con gì đó, trai gái gì đó. Gia đình thì có hai đứa bé thì nó sẽ tốt hơn. Em thì thích một trai, một gái. Còn không biết bạn thì sao? Em thì sao? Cái đó thì do tùy duyên thôi, chứ mình không biết được. Nhưng mà thôi tốt nhất sinh một lần thôi. Em sợ đau. Là bên điều dưỡng em cũng sợ đau nữa. Quá xuất sắc. Dễ thương đó. Được. Hai bạn rất hợp nhau nhiều thứ đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Cặp này xứng chính đôi nè. Chính thức từ bây giờ. Nói chung á là hai bạn đã hẹn hò với nhau chính thức. Bây giờ mình xin phép gia đình đi. Đó. Chắc cái này cũng nụ hôn đầu của em. Mà đầu với bạn chứ chắc cũng hồi trước chắc cũng có quen mấy bạn trước chắc cũng có hôn rồi. Trời ơi, nụ hôn đầu với bạn chi nữa, thiệt tình thì xin hôn thôi. Nói mà còn bạn nói em xin xuống. Không, chuyện nó bỏ đi. Bây giờ bắt đầu nói từ bây giờ nha. Đừng nhắc chuyện cũ. Dạ. Quá khứ cho ngoài quá khứ đi. Nói chung là giờ xin đi. Nhắc chuyện cũ tôi sẽ tốt. Dạ. Đầy á cho con xin phép hôn em cái á.